cái bàn tròn vừa vừa nhỏ nhỏ và những tấm bàn tròn khủng bên em là rất là nhiều bên em là rất chuyên gia sản xuất những tấm bàn dài và những tấm bàn tròn khủng đủ trước cho anh em mình chọn luôn đây những tấm này là tấm gỗ lim lim xanh anh em nhé hàng ngày thì xài bao bền luôn độ một một mét ba các bạn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hưng thịnh phát tây nguyên xin kính chào quý khách chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất tây nguyên chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường với đa dạng mặt hàng gỗ tự nhiên. Hello anh em nhé, xin chào tất cả các bác đang xem kênh của gỗ Hương Thịnh Phát Tây Nguyên. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cái trụ bàn chất lượng là gỗ mun đi công anh em nhé. cái trụ này thì là khách bên em đã đặt rồi. Thì đường kính nó cao là 60 anh em nhé, cao là 60 và trụ chính của nó là đường kính là 48 anh em, anh em ạ, 48. Đấy, bên em mà nó có đục nghe bài bản cho cho các bạn luôn. Đặc biệt là những cái trụ này rất là đẹp anh em nhé. Vân mun đi công thì anh em thấy là nó, nó quá tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, không 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 tì vết luôn. Đấy, đẹp cả tứ 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 diện luôn anh em nhé. Đấy, những tấm này thì là mình có thể là kê những tấm bàn tròn như thế này anh em ạ. Đấy, và mình sẽ dẫn anh em vào xem những tấm bàn tròn nhé. Đấy, đây. là những tấm bàn tròn gỗ cẩm hồng và gỗ Ecop anh em nhé tấm này là đang là có kích thước rộng là rộng được một m bốn anh em ạ một m bốn dày là 19 phân dày là 19 phân anh em nhá đấy các bác nào mà quan tâm đến những sản phẩm những cái bàn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì là các bác cứ mà theo dõi kênh gỗ hương thị phan nhá và trong kênh là em có để lại số điện thoại và số liên hệ trong đấy các bác nhá các bác cứ vào trong kênh là sẽ có tất cả thông tin ở trong đấy và những cái bàn tròn vừa vừa nhỏ nhỏ và những tấm bàn tròn khủng bên em là rất là nhiều. Cho nên là các bác mà quan tâm thì là các bác cứ bấm follow kênh nhá để những những buổi live buổi review tiếp theo là anh em mình sẽ được xem những sản phẩm nói chung là từ bàn tròn đến bàn dài anh em ạ. Đấy. Bên mình có cả những tấm bàn dài anh em nhá. Tấm bàn dài là rất là đẹp luôn. Quay quay sát sát đây em ơi, đấy. bụng quá không không nhìn thấy gì. Đấy, những, những, tấm bàn này thì rất là đẹp anh em nhé mình chỉ lau sơ phát là thấy này Đấy. rất là đẹp luôn anh em nhé bên em là rất chuyên gia sản xuất những tấm bàn dài và những tấm bàn tròn đủ đủ mọi kích thước cho anh em mình chọn luôn Đây, những tấm này là tấm gỗ lim lim xanh anh em nhé hàng này thì xài bao bền luôn rộng một một mét ba các bạn rộng 1 mét ba tấm này là dày là 14 phân anh em nhé dày 14 phân đấy, à, dày 14 phân và có những tấm to hơn đấy. anh em nào mà quan tâm đến những tấm bàn tròn thì các bác cứ follow kênh nhá để anh em mình tham khảo nhá và bên em đặc biệt là có cả bà có cả ghế anh em nhé có cả ghế và băng à, đầy đủ các kích thước cho anh em mình chọn những tấm bàn một mét ba một mét này có thể mình kê được 8 đến 10 ghế anh em nhé 8 đến 10 cái ghế cho nên là không gian phòng ăn của mình nó càng được thêm ấm cúng hơn và nó đầy đủ ý nghĩa và sang trọng rất lịch sự anh em ạ, rất là sang trọng luôn. Đấy các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Đấy, cho nên là bên em có rất là nhiều những cái bàn tròn rất là đẹp, vân thì được chọn rất là kỹ anh em ạ, chọn rất là kỹ và gỗ cũng chọn rất là kỹ, nguyên bản là lấy toàn bộ là phần bìa anh em nhé và phần tim sẽ xẻ bỏ, phần tim là mình sẽ bỏ để mình làm chân cẳng cho anh em ạ đây những tấm bàn tròn như thế này rất là đẹp Vì những sản phẩm này thì chỉ có ở gỗ Hưng Thịnh Phát anh em nhé đấy anh em quan tâm thì mời các bác cứ vào xem kênh và đăng ký kênh nhé nhớ đăng ký kênh gỗ Hưng Thịnh Phát anh em nhé và sau đây thì em xin kết thúc xin chào các bác và hẹn gặp lại những buổi review tiếp theo anh em nhé